Bạn tích chuột phải và select all, tức là tôi chọn tất cả. Sau đó bạn bấm vào cái size mà bạn cần tách ra, đó là size XS. Sau đó bạn bấm OK, tích chuột phải OK, bạn thấy không nào? Thì ngay lập tức bạn đã có cái size XS hiện ra này, size nhỏ hơn các bạn nhé. Đây XS đây, đây là M. Thì ở bên này là bộ M của các bạn này, được chưa nào? Size M. Bạn đưa con chuột qua bên này thì nó sẽ hiển thị là size XS. OK chưa các bạn? Nếu như bạn thấy video hay thì bạn có thể like, bấm đăng ký kênh để bạn có thể nhận được cái thông báo về những cái chia sẻ ở những video sau cho các bạn nhé. Và đây cũng chỉ là một cái lệnh ở trên phần mềm Gerber. Nếu như bạn nào muốn nâng cao hơn nữa, muốn nhuần nhuyễn hơn nữa về các lệnh ở trên Gerber thì các bạn có thể bấm vào đường link Quang Hà để phía dưới nhé. Còn nếu như bạn nào muốn quan tâm kỹ hơn nữa, sát sao nữa, muốn liên hệ trực tiếp luôn thì các bạn có thể về đây, các bạn bấm vào cái Google Chrome này, bạn bấm lên nhé. Hoặc là bạn có thể liên hệ trực tiếp cái số điện thoại mình để ở trên video nhé. Bạn có thể bấm vào đây là dạy thiết kế dập.vn. Bạn bấm Enter ở trên bàn phím. Sau đó nó sẽ hiện ra cái trang của trung tâm Thịnh Vượng. Thì ở đây bạn sẽ đưa con trỏ chuột lên cái menu các khoa học. Nó sẽ hiện tất cả các danh mục khoa học từ hàng nam, hàng nữ, rồi là thiết kế quần jean. Và đặc biệt những cái khóa cấp tốc một kèm một dành cho các chủ xưởng, chủ doanh nghiệp. Hoặc là các khoa học trực tiếp tại trung tâm thì bạn có thể liên hệ với trung tâm các bạn nhé. Thì ở đây, ví dụ như bạn quan tâm khóa lệnh thì bạn có thể bấm vào đây. Và bạn liên hệ trực tiếp với số điện thoại bên này các bạn nhé, 0865234168. Thì trung tâm Thịnh Vượng sẽ hỗ trợ cho các bạn. Và bạn cũng có thể bấm vào các danh mục hàng nam chẳng hạn. Thì ở đây có tất cả các form từ áo dài, sơ mi, từ form slim fit, form suông, form trung niên các bạn nhé. Hoặc là quần Âu 0 ly, 1 ly, 2 ly để cho các bạn lựa chọn. Xin chào các bạn, hôm nay thì Quang Hà sẽ chia sẻ cho các bạn một cái phương pháp, đó là tách một size bất kỳ ở trên một mã hàng mà chúng ta đã nhảy size ra. Thì cái trường hợp này thì khi nào các bạn sẽ sử dụng tới? Nó có thể nằm trong trường hợp ví dụ như là khách hàng muốn chúng ta tách một size bất kỳ ra để cho khách hàng dễ quan sát và dễ kiểm tra hơn, phải không nào? Hoặc là sếp của bạn nói là gì? Em để lồng nhiều size như thế này thì anh không thể xem được. Ví dụ như tất cả các size của các bạn ở đây, bạn thấy không nào? Đó, thì nó rất là nhiều size như thế này, nó lồng lên nhau. Đối với các bạn có chuyên môn thì 4 đến 5 size như thế này thì là quá bình thường, phải không nào? Chúng ta nhìn rất là dễ hiểu. Nhưng đối với những người không có chuyên môn thì họ sẽ cảm thấy gì ạ? Rất là rối mắt, phải không nào? Họ muốn chúng ta tách một size bất kỳ ra để họ quan sát và đo và dễ kiểm soát hơn, phải không nào? Thì hôm nay Quang Hà sẽ chia sẻ cho các bạn một cái phương pháp là lấy một size bất kỳ trên mã hàng ra nhé. Thì ở đây các bạn để ý nhé, size gốc của chúng ta là size M. Thì nếu như các bạn muốn di chuột vào đây để hiển thị size lên thì bạn có thể bật vào sau size nhé. Thì bạn chỉ cần đưa vào gần các điểm này, nó sẽ hiện lên, đó là size M. Giả sử như ở trong mã hàng này của các bạn có từ size XS tới size XL, mà ở đây size gốc của các bạn là size M, phải không nào? Bây giờ khách hàng yêu cầu các bạn là lấy một size XS ra để cho họ kiểm soát hoặc đo hoặc là dễ nhìn hơn. Thì thao tác của các bạn là các bạn bấm phím Ctrl E nhé, phím nóng đấy, Ctrl E. Còn nếu như bạn muốn vào đường dẫn của nó thì bạn sẽ vào Create và bạn vào cái lệnh đây, Create Size các bạn nhé, tích vào đây. Bạn mà lấy một chi tiết thì bạn bấm vào một chi tiết thôi, tức là bấm vào đối tượng mà bạn cần lấy, phải không nào? Giả sử như bạn muốn lấy cái thân sau ra thì bạn trá chuột vào đây thì nó sẽ hiện tất cả các size lên, và bạn bấm vào cái size bạn cần lấy ra nhé. Cái size đây này, Z, M tức là size mặt của các bạn nhé. Đó là size gốc. Thì bạn tích vào cái size XS bạn muốn lấy ra này, tích vào cái size bạn cần lấy ra, sau đó bạn bấm OK. Sau đó bạn tích chuột phải OK. Bạn thấy không nào? Cái size XS của bạn nó nhỏ hơn nằm bên trong này, thì bạn bấm để bạn nhấc ra ngoài nhé, nhấc ra ngoài. Bạn thấy không nào? Thì bạn đưa chuột ở đây, nó sẽ hiển thị là size XS cho bạn quan sát, phải không nào? Đấy, còn ở đây vẫn là size M gốc của các bạn nhé. Thì đây là XS này, nó nhỏ hơn. Thì tới đây các bạn có thể làm sao? Verify và bạn có thể đo cái vị trí hoặc là những cạnh mà bạn cần kiểm tra như thế này để cho nó dễ nhìn. Đấy, đây là cách lấy một size bất kỳ ra. Còn nếu như bây giờ lại có một cái trường hợp nữa, đó là tôi muốn lấy tất cả một bộ ra để tôi nhảy size theo cái bước size khác, hoặc là lấy nguyên một bộ ra để tôi dễ kiểm tra hơn, thì thao tác của bạn tương tự.
bạn sẽ vào Ctrl E, bấm Ctrl E các bạn nhé. Bạn tích chuột phải và Select All, tức là tôi chọn tất cả. Sau đó bạn bấm vào cái size mà bạn cần tách ra, đó là size XS. Sau đó bạn bấm OK, tích chuột phải OK, bạn thấy không nào? Thì ngay lập tức bạn đã có cái size XS hiện ra này, size nhỏ hơn các bạn nhé. Đây XS đây, đây là M. Thì ở bên này là bộ M của các bạn này, được chưa nào? Size M. Bạn đưa con chuột qua bên này thì nó sẽ hiển thị là size XS. OK chưa các bạn? Đấy. Thì đây giả sử mình thì đây Quang Hà giả sử là một bộ dập chỉ có 4 đến 5 size thôi, không quá nhiều phải không nào? Nhưng ở trường hợp như thế này, bạn thấy không nào? Mình hiển thị cho các bạn nhé. Nó quá nhiều size phải không nào? Đây, nó quá nhiều size thì bạn mở rộng ra thì nó từ 2 tới 21, nó quá nhiều size phải không nào? Thì đối với những người không có chuyên môn thì nó làm sao ạ? Quá là dối phải không? Cho nên là họ sẽ yêu cầu chúng ta tách một size bất kỳ ra phải không nào? Thì ở đây thế các bạn sẽ vào Ctrl E các bạn nhé. Bạn chọn tất cả các chi tiết này. Sau đó size gốc của nó là size số 2 các bạn nhé. Đây Z bên này. Thì ở đây giả sử như các bạn muốn tách một size 16 ra thì bạn bấm vào số 16 này. Sau đó bạn bấm OK. Bạn thấy không nào? Thì số 16 nó lớn hơn này, bạn tách ra ngoài được rồi. Đây số 16 của bạn. Đây là size số 2. Bạn thấy không nào? Bao cổ số 2 này, thân sau số 2 này, thân trước số 2, nhưng qua bên này là số 16 rồi. Thì bây giờ các bạn có thể dễ dàng đo để cho khách của bạn dễ kiểm tra hơn. Đấy. OK chưa các bạn? Đây là cách làm sao tách một size bất kỳ ở trên mã hàng ra. Bởi vì gần đây thì Quang Hà nhận được rất nhiều câu hỏi là anh ơi tách một size bất kỳ ra để em kiểm tra, hoặc là em nhảy với một bức size khác đi, bởi vì có khách hàng yêu cầu nhảy nhỏ hơn thì em phải làm thế nào. Thì hôm nay Quang Hà sẽ làm một cái video này để chia sẻ cho các bạn nhé. Như vậy là Quang Hà đã chia sẻ cho các bạn là tách một size bất kỳ ở trên mã hàng mà chúng ta đã nhảy size ra. Nếu như bạn có câu hỏi gì, comment ở phía dưới Quang Hà sẽ trả lời. Chúc các bạn thành công.